Số Việt .vn và Dexco Buy uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, vừa có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt Nam. Hello cho anh em, hôm nay mùa Việt sẽ chơi thế hệ ma quái mơ ga theo cầu rất nhiều anh em nha. Và cũng để trả lời câu hỏi rằng anh MOBA ơi, mơ ga mùa 21 nêu rank cao có ổn hay không? Tất nhiên sẽ trả lời chi tiết trong clip này. Còn bây giờ, nó tạt độc vào mặt thanh niên chưa có người yêu. Bởi vì có một số game mà Tốc biến đi đâu vậy? Phí tốc biến thực sự luôn. Bởi vì dính độc của vợ ga rồi, còn xíu máu thì không có đường về đâu. Solo thì phải cô máu nha. Ta đánh thường, ta ném cho hai, ta đánh thường, ta chạy, vừa chạy vừa đánh thường, hit and run, hit and run, đợi Lumber đến rồi chơi, tốc biến qua đây. Ok. Ê, thôi, anh chị nói, đã đánh sang nha, trời ơi. Leo, đồ anh bắt được em, trời ơi. Thiệt là may mắn quá đi mà anh em ơi, chơi game nó nhảy phải như vậy. Các bạn phải biết chất tướng, các bạn muốn chơi một con tướng gì phải biết chất tướng của nó. Chơi MGA không giống như các bạn chơi Flash, tia chớp hoàn toàn khác. Tia chớp có thể băng trụ giết tướng địch với cuộc combo, không cần hỗ trợ của ai, và mình cũng có thể lùi về an toàn, rất ảo diệu, rất là imba. MGA thì không giống vậy, một chất tướng cần có đồng đội, có sự hỗ trợ của đồng đội, kéo dài giao tranh combat càng lâu càng tốt. Nó rất là khỏe thời điểm level 1, level 2 thì các bạn cố gắng đi hỗ trợ team thời điểm đầu game nha. Độc rất thối anh em ơi. Nhưng mà đây là vị tướng kém cơ động nên anh em cần có khả năng di chuyển tốt, dọn lính thật là nhanh, sau đó là di chuyển nhiều để hỗ trợ team. Phải có đầu để di chuyển nha. Con này thì phải hỗ trợ team nhiều thì đồng đội mới hỗ trợ mình, để phải có đi có lại anh em ơi thì mình mới tỏa sáng được. Cái pha này thì hơi đông rồi, Ryuma cẩn thận nha. Ủa, có đấy chưa luôn nha. Ui hay. Ui, hàng tấn sát thương của Ryuma được tung ra, mình chỉ cần đánh thường ném chơi một và giật chiêu cuối. Mỗi đứa một mạng. Ôi từ từ thôi, đợi mình với cái gì cứ phải. Ây da, ông có phần luôn. Đấy anh em ơi, chạy chậm. Rõ ràng nhìn thấy combat rồi mà không xuống kịp. Thế nào vì tướng này cần khả năng di chuyển tốt thì các bạn mới neo rank cao được. Cần hỗ trợ đồng đội và đồng đội hỗ trợ mình nhé, mà cái đội hình nào sẽ có thể cover nhau tốt. Và đặc biệt là phải có tanker nha em ơi. Ví dụ trận đấu này có Lumber quá tuyệt vời luôn. Nó khắc tinh những con tướng chạy bộ. Các bạn có thể lên trượng băng để khắc tinh những con tướng đó. Nó rất sợ những con tướng cơ động cao, sốc đam tốt và những con tướng sốc đam từ xa. Đấy là các bạn nhìn team bạn mà pick MGA nha, leo rank cao có thể leo được khi mình counter chất tướng của team bạn, những con tướng chạy bộ này anh em ơi. Ví dụ chạy bộ trận đấu này là Lavin, là Dexcha, rồi ở vị trí Superman, đấy là tướng chạy bộ thôi. Ok, có bạn anh em ơi. Có, ây da, tại sao lại chạy lên trên, trời ơi, đi là buồn có đi mà. Gank top đi tôi ôm không, cái này thì mình sẽ không đồng ý với bạn, bởi vì top không cần gank. Vị trí cần gank của team mình chính là lên rồng. Đấy, mình sẽ gank lên đồng nhiều hơn. Ở Dioma có thể đi gank hỗ trợ team được rất là dễ, chắc tướng khỏe đầu game mà có thể tự lo cho mình rất là dễ nha, không cần nhất thiết ở đánh game Dioma. Dioma late game không có khỏe đâu, mà vị trí Lavin cần phải được chăm sóc, và tất nhiên là anh ship đỏ nữa, chạy đi đâu, chưa có người yêu. Thế nên có bầu xóa game mà bây giờ chơi game tất nhiên là chưa có người yêu rồi. Mấy bạn chơi có người yêu ý, thì chơi những con tướng mà kỹ năng cao như kiểu siêu đói, chơi rất là ghê luôn. Florentino hay là Superman, chơi ảo lắm anh em ơi. Bị phát hiện rồi bạn ơi, lùi về đi. Ăn bùa xanh xong lùi về nha. Với việc là cướp liên tục bùa xanh như này thì dừng team bạn sẽ khó chơi này. Mất chiêu cuối rồi. Không nên hỗ trợ được bạn Ryoma kịp nên là thôi cứ đánh mid trước, sau đó thì lên sau. Cẩn thận phía sau nha. Hay lắm anh em ơi. Hết đường về rồi. Cho lên xịp đỏ.
Ok, ba bờ xanh kia mình ăn bờ xanh này, cứ phải gọi là ngon. Hỗ trợ nhau quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ có cơ hội tỏa sáng khi mà đồng đội hỗ trợ nhiều thế này. Từ từ bạn ơi, từ từ, hết chương 1, hết chương 1. Ây da, hơi hổ báo rồi. Hơi hổ báo, hơi tham bạn ơi. Hay, hay, hay. Ok, tuyệt vời luôn, năm bơi. Ăn rồng luôn, đúng rồi. Cứ đi theo team, đánh auto khỏe. Mà đi một mình, đánh auto phế. Các bạn thấy đơn giản chưa? Đem đánh thấp thì con này quá chơi là quá dễ luôn. Có thể chơi sốc đam nhưng đem cao anh em ơi. Cứ chơi được kiểu đồ semi là cái kiểu đồ khỏe nhất của MG. Làm mạng rồi. Ok. Ăn bùa xanh kìa bạn ơi. À đấy trước rồi nha. Mình xin này. Ở bây giờ MG thì cái khả năng bóp máu đồng đội nó rất là kém, chỉ có mỗi chiêu cuối thôi. Nên là các bạn dùng chiêu 2 trúng tướng địch nha. Rồi mình nhiều khi mình cứ quen tay ném chiêu 2 vào đồng đội. Mặc dù thay đổi cũng khá là lâu rồi nhưng mà cái thói quen. Cái thói quen nó khó bỏ. Con này trước thì vừa độc tốt vừa hồi máu tốt, bây giờ độc tốt thôi. Thôi xong rồi không cứu được. Tunen đến rất là nhanh luôn. Cẩn thận bạn đấy sâu đan nha. Từ từ đợi mình xử lý cái con bờ xanh này đã rồi ra hỗ trợ team này. Từ này quá phê luôn, được ăn bờ xanh liên tục. Hầu như là không phải biến về anh em ơi. Ủa? À thính nha bạn ơi. Ủa, vào đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây, nó đi on. Chơi game đi nó đó thôi. Đó, thính đấy anh em ơi, không phải là AK đâu. À đây này, có mạng này, có mạng này. Mình xin. Ok. Game cứ phải gọi là dễ với best mờ gan ga thế giới mô và vịt. Trời tầm này thì đứa nào chịu nổi đôi độc của mờ ga. Ây da, chạy đi đâu. Ôi anh chị đói, chị đói. Ôi ôi giật 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 giật. Ôi bạn đấy không cho mình cơ hội được giật. Anh ấy rất tỉ nuôi vịt sâu. Từ từ nha anh em ơi, đánh tập trung này à, đứng cao một tí là mình sẽ bị đẩy vào sấp mặt luôn. Không thể đùa với anh siêu đỏ đâu. Rồi, xịt với chúng tôi. Tập trung nào, đừng đi lẻ nha. Bơ Nga không có hợp với phong cách chơi lẻ đâu. Lùi, lùi nhẹ, lùi nhẹ, lùi nhẹ à, đúng anh em thấy là mình chơi sai phong cách một tí. Mình ảo tưởng một tí là mình gãy ngay. Cứ phải đi chung team, đánh cùng team mới khỏe được. Rồi, hồi báo, ui, ui. Ghê quá anh em ơi. Ôi xin đỏ làm gì vậy? Ôi. Tí chết. Gắt 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 gắt. Sợ thực sự luôn, mặc dù bây giờ mình vẫn là vàng nhiều nhất bản đồ nhưng mà còn tí bạn đang lớn, tí bạn đang khỏe. Căng nha, căng nha. Tí bạn có mấy con deck game cũng khỏe phết đấy. Như con deck trà Lavin và Tuvalent. Superman với Lordaeon cũng rất là khỏe, đánh rất là tốt. Giao tranh cuối vẫn đánh ok. Mình thì cũng ok thôi nhưng mình phải đi được chung team thì mới khỏe được. Cứ đi sau đồng đội lém độc thôi. Đơn giản, hiệu quả, không màu mè. Ok. Ở Dexter thì không sợ nha, Dexter không sợ nha, Dexter không có sợ đâu. Dexter hết chiều nha. Hay lắm, ôi number quả chiêu cuối tuyệt vời luôn. Hay dính đầu của mình nè. Mình cứ đứng xa dính đầu không ai chạm mình, không ai chạm mình, không ai chạm mình. Kìa 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 number ơi, không không kịp rồi, bỏ đi bạn ơi. Ok bây giờ để lính lên nè, mình đang có con Caesar. Tí là thả tí là lấy được trụ thôi. Tức là đánh cao không thể gọi là lơ đánh một giây phút nào hết. Bởi vì chỉ cần AFK tầm 30 giây thôi có khi là thua luôn ý. Tập trung nào. Anh em ơi lấy trụ đi, lấy trụ đi trụ. Không sợ đánh cha đâu, tướng chạy bộ bị mình counter. Còn mấy con tướng cơ động thôi. Superman gặp mình là chạy mất dép luôn.
Nhưng mà cũng cẩn thận đấy, bạn đấy đẩy mình về đội hình của team bạn đấy là cũng căng phết đấy. Một đường nha, một đường ngon rồi nha. Ở các bạn chơi một con tướng, các bạn nhớ biết chất tướng. Và nếu chưa biết chất tướng thì nhớ lên kênh Boba Mô Việt, mình sẽ phân tích cho anh em phải đánh làm sao cho hợp lý. Ok, còn bây giờ là lôi đi. Chuẩn bị ăn Cesa là 19 giây nữa. Ăn Cesa bạo chúa là auto win. Đi sau Lumber nha. Ôi, Dexter phía sau này. Dexter thì mình không sợ rồi, không áp sát được mình đâu. Đấy, độc ném ra liên tục luôn. Tập trung mọi người ơi, tập trung nha. Đúng rồi, đợi tí Lumber biến về rồi. Mình lại đứng góc này cho an toàn. Ôi, Hayate ơi, từ từ thôi. Hay lắm Hayate. Trời ơi, bạn ấy có huân chương choi. Cờ vàng, cờ thi nhau cờ vàng ra. Thế thì mình xin. Ui. Cuối game có lẽ là mình bắt đầu là hỗ trợ chính cho team rồi. Hay, ui sốc đàn chết luôn, đúng là cục tí có khác. Chất lượng, đánh chất lượng. Kida mình đánh giá vẫn là con tướng sát thủ phép mạnh, leo rank cao rất là ổn đấy anh em ơi. Ở bây giờ đi chung nhau là win thôi. Tầm này đi ma thì mình cũng yếu thôi. Nhưng mà những vị trí như Number, Mga với Hate mà đi chung với nhau ấy, cực kỳ khỏe. Còn bạn Kida thì cứ gọi là chờ đợi thời cơ mà bắt chủ lực thôi. Hoặc là thậm chí bắt luôn tanker thì bạn Superman cũng bị sâu đam chết mà. Đấy, áp lực ném chưa một áp lực. Ôi cẩn thận Hate cao vậy. Ui may có Lumber nha. Rồi bây giờ chơi này có con xây ra bạo chúa kìa. Ôi ui đang thiếu người. Không có mình ném chiêu không được. Hào rồi mất con này rồi anh em ơi. Không được tìm về mất tiêu rồi. Superman muốn tốc biến muốn đẩy mình đáp. Bởi vì bạn đấy thành công hai phát mà. Ở đây tập trung nha. Hay, ui tuyệt vời, tóm được đánh trà rồi. Đánh trà cứ tự tin là bật chiêu cuối chuẩn đúng thời điểm nhưng mà nhiều khi không kịp bật luôn. Sốc đam nhanh quá. Mình không sốc đam, mình nhắm độc thôi. Đổi giáp của mình này, kiểu gì quả này mình cũng bị bắn lên thớt rồi, nhưng không sao. Còn giáp. Hay lắm. Yên tâm mình lo được. Ok, win chắc rồi anh em ơi, win chắc luôn. Và video clip vô Việt trời thì hiểm mà quái Mga đến đây hết rồi. Leo lên cao có ổn hay không anh em ơi? Tất nhiên là cũng được. Nhưng mà nói chung là khó hơn những con tướng khác. Các bạn chơi Lorion, các bạn chơi Tuberlen, Lidiana sẽ gánh team tốt hơn và im ba hơn. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.